món ăn và bài thuốc chữa chứng huyết áp thấp. Người bị huyết áp thấp không nên dùng những thức ăn có tính lợi tiểu như rau cải, rau ngô, dưa hấu, bí ngô. Nên tắm nước nóng để tăng cường lưu thông máu, nhưng đừng tắm quá lâu. Huyết áp được coi là thấp khi chỉ số tầm thu tối đa dưới 90mm thủy ngân, tâm trương dưới 60mm thủy ngân, áp lực máu chậm và yếu, lưu lượng máu đưa đến các tổ chức thiếu nên bệnh nhân bị hoa mắt, chóng mặt, choáng váng, đau đầu, tức ngực, tinh thần mệt mỏi, ngủ không sâu, có lúc thoáng ngất. Bệnh huyết áp thấp có 3 loại. Loại nguyên phát liên quan đến thể chất gầy cồm, gặp nhiều ở nữ tuổi từ 20 đến 40 và có xu hướng di truyền. Huyết áp thấp thứ phát xuất hiện do một số bệnh mãn tính gây thiếu máu hoặc kém dinh dưỡng kéo dài như bệnh huyết học, viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm đại tràng mạn, suy giáp, lao, v.v. Loại thứ ba là tụt huyết áp, tư thế. Khi ngồi dậy hoặc đứng dậy đột ngột, bệnh nhân thấy choáng váng, xây sẩm mặt mày, nhức đầu, mất thăng bằng, có khi ngã. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, người huyết áp thấp hay bị hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế, nên khi ngồi dậy phải từ từ, nằm ngủ nên để đầu thấp, chân cao, nên sinh hoạt điều độ, ăn uống có nhiều chất dinh dưỡng, nên ăn mặn hơn người bình thường, uống các loại nước có tác dụng nâng huyết áp như trà sâm, trà gừng, trà đặc, cà phê. Bệnh nhân cũng phải rèn luyện thân thể đều đặn, tốt nhất nên tập bơi, đi bộ, tập dưỡng sinh, thái cực quyền. Chữa huyết áp thấp bằng thuốc tây thường ít tác dụng. Vì kết hợp chế độ dinh dưỡng, sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên và luyện tập có thể đem lại hiệu quả tốt hơn. Chế độ ăn cần đảm bảo đủ protein, sữa, thịt, gan lợn, thịt gia cầm, trứng, cá, hải sản, các loại đậu, v.v. Táo tàu, long nhãn, hạt sen là những thực phẩm có lợi cho huyết áp. Việc tập luyện phải tùy theo sức, có thể chơi thể thao, tập thở ngoài không khí trong sạch, nên giữ giấc ngủ ban đêm đầy đủ. Người bị huyết áp thấp và hay thấy mệt mỏi khi đói, nên ăn nhẹ thêm một lần giữa bữa trưa và bữa tối. Ví dụ có thể dùng bánh ngọt với nước chè, sữa chua hoặc một cốc sữa nóng. Khi đau ốm và cần dùng thuốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ để tránh dùng hoặc hạn chế các thuốc có thể giảm huyết áp. Dưới đây là một số bài thuốc dành cho người bị huyết áp thấp. Bài 1. Hạt sen 30g, táo đỏ 30g, gừng tươi 6 lá, tất cả sắc với nước uống ngày 2 lần. Bài 2. Ngũ vị tử 25g, nhục vế 15g, chế quỳ 15g, cam thảo 15g, sắc nước uống ngày 2-3 lần, uống một đợt từ 3-7 ngày. Khi huyết áp tăng lên bình thường thì uống tiếp một đợt từ 3-6 ngày nữa. Bài 3. Thục địa 12g, trích cam thảo 6g, bạch trợt 12g, đương quy 12g, xuyên khung 8g, phục linh 12g, đẳng sâm 12g, hoàng kỳ 16g, bạch thược 12g, sắc uống ngày 1 thang. Bài 4. Nhân sâm tán bột 25g, tử hà sa tán bột 50g, trộn với mật ong, mỗi lần uống từ 3-5g, ngày uống 2 lần vào buổi sáng và trưa. Bài 5. Đẳng sâm 15g, mạch môn 9g, ngũ vị tử 5g, hoàng kỳ 15g, nhục quế 2-4g, trích cam thảo 9g, phù tiểu mạch 30g, táo nam quả, sắc uống mỗi ngày 1 thang, chia làm 2 lần. Bài 6. Trứng gà tươi 1 quả, gừng tươi 1 nhánh, rửa sạch gừng thái lá, cho vào nồi, cho thêm 1 cốc nước lã, đun nhỏ lửa đến khi cạn còn 1/3 cốc, thì đập trứng gà và khuấy đều, đun tiếp 2 phút, sau đó bắt ra ăn nóng, ngày 1 lần, ăn liền trong 5 ngày. Dân gian thường dùng quả dứa để chữa huyết áp thấp, đầu chóng váng, mắt hoa, tay chân bại hỏa rã rời. Ngoài ra, dứa còn được dùng làm nhiều loại thuốc điều trị hữu hiệu các bệnh khó tiêu, tiêu hóa kém. Dưới đây là một số bài thuốc từ quả dứa. Chữa huyết áp thấp, đầu chóng váng, mắt hoa. Lấy 250g thịt dứa rồi thái thành miếng nhỏ, cộng với 60g thịt gà, cho một ít bột hồ tiêu rồi nấu chín để ăn. Món ăn này vừa dễ làm, ăn ngon, lại có công năng kiện tỳ, ích khí. Để điều chỉnh huyết áp về mức bình thường, những người có huyết áp thấp bệnh lý cần thực hiện các quy tắc sống sau. Về ăn uống,
Tuy giữa chế độ ăn và huyết áp thấp không có sự liên kết chặt chẽ, nhưng người ta thấy huyết áp thấp thường gặp ở những người ăn ít hay bỏ bữa. Khoảng cách giữa các bữa quá xa dẫn đến giảm hàm lượng đường máu. Thói quen này làm giảm trường lực, sự đàn hồi, sự dẻo dai của mạch máu và kết quả là tụt huyết áp. Vì vậy, phải duy trì chế độ ăn hợp lý 3-4 bữa trên ngày. Ăn giảm khối lượng, tức chia nhỏ khẩu phần ăn trong ngày. Không được dùng chế độ ăn kiêng để giảm cân nhanh. Một số thức ăn đồ uống có tác dụng làm tăng huyết áp như cà phê, nước chè đặc, ăn thức ăn đậm đà muối, nước sâm, bột tam thất, rau cần tây, nước nho. Chất caffeine trong cà phê có tác dụng làm tăng huyết áp. Ngày có thể uống 1-2 cốc cà phê đặc. Tốt nhất là cà phê không tan, tự pha. Không uống quá 2 cốc trên ngày để tránh bị nghiện, mất ngủ, rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, vì cà phê gây kích thích tiết dịch vị, dạ dày nên những người bị viêm loét dạ dày nên uống với bột kem cà phê. Nếu không uống được cà phê thì có thể thay thế bằng nước chè đặc. Nên ăn hơi mặn một chút để gây giữ nước trong cơ thể, tăng lượng máu lưu thông trong lòng mạch máu, dẫn đến tăng huyết áp. Nếu huyết áp thấp do thiếu máu hay gặp ở phụ nữ, nên tăng cường thức ăn chứa nhiều sắt như thịt nạc, gan động vật, mộc nhĩ, nấm hương khô, cần tây, rau đay, rau dền, quả lựu, táo. Về tập luyện, rất nhiều người bị huyết áp thấp là do giảm trường lực thần kinh, mạch máu, thành mạch máu quá yếu, bị nhão. Sức co bóp của tim yếu do cơ tim yếu, biểu hiện là tim đập nhanh, yếu. Để củng cố thành mạch và nâng cao khả năng đẩy máu của tim, cần tích cực tập luyện thể dục thể thao, các bài tập đi bộ, chơi, bơi, thể dục nhịp điệu, cầu lông đều rất tốt. Tập phải thường xuyên, tỳ sức, không tập cố, không tập khi đói cũng như ngay khi ăn no. Riêng đi bộ nhanh có thể tập luyện hàng ngày. Ngoài ra, cần điều trị dứt điểm các ổ nhiễm khuẩn mạng như sâu răng, viêm lợi, viêm họng, viêm đường mật, vân vân. Phòng tái phát viêm họng mạng bằng các biện pháp giữ ấm cơ thể, súc miệng nước muối. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Được người ta mách, thái nhỏ vỏ chanh trộn với thứ này, mẹ em đã trị tận gốc bệnh xương khớp, vừa đơn giản lại có thể làm tại nhà luôn nhé. Bị viêm khớp bao lâu, mẹ em mới tìm ra giải pháp trị sạch tận gốc bệnh chỉ bằng vỏ chanh, đơn giản hiệu quả và dễ làm. Chanh là một trong những loại trái cây thuộc họ cam chanh, rất giàu vitamin C, nên rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng đến giờ, em mới biết công dụng này của vỏ chanh đó các mẹ ơi. Trước giờ em đang dùng chanh làm nước uống, làm đẹp từ nước cốt chanh hay dùng trong chế biến món ăn, đồ uống. Riêng về vỏ chanh thì thỉnh thoảng em có làm mứt hay làm tinh dầu đột cho thơm thôi. Nhưng mà gần đây em mới phát hiện ra một công dụng mới từ vỏ chanh nè các mẹ. Chuyện là mẹ em vốn mắc bệnh đau nhức xương khớp đã lâu và hầu như phải uống thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, uống thuốc nhiều sẽ kèm theo các tác dụng phụ mà bất cứ người bệnh nào cũng không mong muốn. Đặc biệt là tình trạng giữa nước và đau nhức về đêm. Vì vậy, mẹ em thường dùng dầu, nước xanh xoa bóp mỗi tối thì mới mong ngủ yên được. Thế nhưng, theo bác sĩ, một đặc thù của bệnh khớp là không được dùng dầu nước xanh vì sẽ làm cho tình trạng xương khớp của người bệnh ngày một tệ hơn. Nhưng bệnh mẹ em đã quá nặng, chỉ uống thuốc thì không thể nào ngủ yên được. Thế vậy, bác sĩ điều trị đã hướng dẫn cho mẹ em một cách cắt đứt những cơn đau nhức xương khớp hiệu quả mà không cần đến dầu nước xanh hay bất cứ loại thuốc dùng ngoài da nào thêm cả. Và đó chính là vỏ chanh đó các mẹ. Cách thực hiện rất đơn giản. Mỗi tối, em chỉ cần dùng vỏ chanh để xoa những vùng đang bị đau trên cơ thể của mẹ em chừng 5 phút và có thể loại bỏ cơn đau một cách nhanh chóng. Nếu không có vỏ chanh tươi hàng ngày thì các mẹ có thể chuẩn bị hỗn hợp dầu ô liu chanh sau này. Lấy 100g vỏ chanh tươi và 300ml dầu ô liu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản,
bỏ chanh tươi thái nhỏ và cho vào bình thủy tinh. Tiếp đến là đổ dầu ô liu vào, sao cho lượng dầu phủ kín hết vỏ chanh. Cuối cùng là để bình ở nơi thoáng mát, dùng ánh nắng mặt trời sau 2 tuần là có thể dùng được. Mỗi tối em sẽ lấy một ít dầu ô liu chanh xoa vào chỗ đau, cảm giác đau nhức sẽ giảm nhanh sau ít phút. Mỗi một lọ như vậy sẽ dùng được khoảng trong vòng 6 tháng. Nếu dùng hết thì bỏ đi, làm lọ khác nhé mọi người. Theo các chuyên gia, chanh không những tốt cho sức khỏe mà vỏ chanh cũng mang lại lợi ích không kém. Nó đóng vai trò là một chất khử trùng và khoáng khuẩn mạnh, sẽ chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Đồng thời, nó cũng giúp cho các mạch máu được thả lỏng và làm giảm các cơn đau khớp. Hãy bỏ túi hai cách chữa đau khớp đơn giản nhanh chóng với vỏ chanh sau đây. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vỏ chanh chính là thứ tốt nhất của quả chanh vì nó có chứa đến 22 chất khác nhau như limonene, vitamin C, citrate pectin, có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa. Nhờ bài thuốc vô cùng đơn giản từ vỏ chanh này mà tình trạng đau nhức xương khớp của mẹ em đã được cải thiện đáng kể đó các chị ạ. Mỗi tối cứ lấy ra xoa lên chỗ đau nhức là có thể ăn ngủ ngon giấc rồi. Không những vậy, vào buổi sáng em còn pha thêm cho mẹ một ly nước chanh để nạp năng lượng cho cả ngày dài, đồng thời giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch cho mẹ luôn. Nhờ kiên trì kết hợp sử dụng dầu ô liu chanh với liệu trình trị bệnh mà bác sĩ đã đề ra, nên gần đây bệnh của em đã khỏe hơn rất nhiều, em mừng lắm. Em thấy bài thuốc này hay và đơn giản nên lên chia sẻ với mấy chị nè. Chị nào có tình trạng bệnh tương tự thì áp dụng ngay đi nhé, hiệu quả lắm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chanh dây, nguy hiểm chết người khi bạn còn ăn theo cách này. Chanh dây rất được ưa thích, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn bởi những lợi ích tốt cho sức khỏe. Nhưng bạn cũng cần biết rằng, nếu dùng chanh dây sai cách sẽ dẫn đến chết người. Xuất hiện ở nước ta vào khoảng đầu thế kỷ 20, có nguồn gốc từ Brazil. Chanh dây là một loại trái cây vừa có công dụng giải khát cực tốt, vừa chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm các loại axit amin như arginine, glycin, leucin, prolin, tyrosin, treonin, valin và chất béo, chất xơ, protein, canxi, phốt pho, sắt, carotin, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Đặc biệt, chanh dây hay còn có tên gọi khác là chanh leo, dùng rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, nữ giới thường bị đau bụng kinh và phụ nữ mang thai giai đoạn đầu. Đồng thời, như đã biết, chanh dây là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin A vô cùng dồi dào với các công dụng như chống oxy hóa mạnh mẽ, ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư, ngăn ngừa nhiễm trùng, chữa thiếu máu, cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch, duy trì khả năng của hệ thống miễn dịch, điều trị các vấn đề tiêu hóa và những bệnh liên quan đến dạ dày, đẩy lùi căn bệnh táo bón, giảm các triệu chứng viêm xương khớp, giúp thư giãn và làm giảm bệnh mất ngủ, thúc đẩy sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn đầu thai kỳ. Ngoài ra, tinh dầu chiết xuất từ hạt chanh dây còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả, giúp làn da sáng hơn, không còn bóng nhờn, cân bằng độ ẩm, trị mụn và chống viêm da. Để chanh dây không gây ra tác dụng phụ nào, liều dùng an toàn cho sức khỏe của bạn là 1-2 quả chanh dây mỗi ngày và pha chế thành 1-2 ly. Xin nhắc bạn một số tác hại nghiêm trọng khi dùng chanh dây quá nhiều. Uống nước chanh dây quá nhiều và liên tục sẽ khiến bạn mệt mỏi, chóng mặt hay thậm chí là ngất xỉu. Nuốt một số lượng lớn hạt chanh dây cùng lúc và thường xuyên sẽ khiến hệ tiêu hóa của bạn không xử trí kịp. Về lý thuyết, sẽ dẫn đến bệnh viêm ruột thừa, hoặc viêm túi thừa, ruột già và nếu không phát hiện kịp thời thì cực kỳ nguy hiểm. Dùng chanh dây khi đang sử dụng thuốc an thần hoặc thuốc kháng sinh có chứa chất histamine sẽ làm tăng mức độ buồn ngủ, rất nguy hiểm nếu bạn đang phải di chuyển trên đường.
Nếu để chanh dây tương tác với thuốc chống đông có trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu, dễ dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Đối với cơ địa nhạy cảm, chanh dây có thể gây ra những hiện tượng dị ứng trên da như nổi mề đay, phù mạch máu, khó thở và lên cơn hen suyễn. Tuyệt đối không để người bị loét dạ dày dùng chanh dây, vì loại trái cây này chứa nhiều axit hữu cơ và khiến nguy cơ xuất hiện sỏi thận tăng lên. Không nên để phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú uống chanh dây với số lượng nhiều để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Chắc chắn, bạn phải đến gặp bác sĩ ngay nếu thấy cơ thể có một trong các triệu chứng trên sau khi dùng chanh dây. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thầy Lang nức tiếng với bài thuốc chữa sỏi thận bằng lá cây tươi ở Bắc Giang. Bằng phương pháp bí truyền, ông Nguyễn Minh Chu, sinh năm 1931, trú tại thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 60 năm qua đã chữa trị cho không biết bao nhiêu người khỏi bệnh sỏi thận chỉ với một nắm lá cây tươi. Dũng sĩ diệt Mỹ diệt sỏi thận. Ông Nguyễn Minh Chu có vẻ ngoài hiền lành, chân chất, chân đi đất, quần sắn ống cao ống thấp. Trong ngôi nhà ba gian thấp lè tè đã có những vị khách tứ phương đến xin thuốc. Chưa kịp để khách nói gì, ông cười nói: các chị trẻ thế này chưa mắc bệnh sỏi thận được, các chị đến đây có việc gì, đến hỏi thuốc cho người thân hả? Ông Nguyễn Minh Chu sinh ra trong một gia đình nghèo, có 5 anh chị em, 3 trai, 2 gái. Tuy nhiên, ông lại là người duy nhất được bố truyền lại cho bài thuốc nam chữa sỏi thận gia truyền. Ông nói về bài thuốc gia truyền của gia đình với giọng đầy tự hào: từ đời ông nội, đời bố, rồi bây giờ tới lượt tôi là đã trải qua 3 đời làm nghề thuốc nam. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân, tích đức cho con, cho cháu, chứ không phải vì mục đích kinh doanh lợi nhuận. Nơi ông Chu ở là một căn nhà ngói ba gian cũ kỹ, đồ đạc sơ sài. Tài sản trong nhà chỉ có chiếc tivi cũ là có chút giá trị. Nhưng với ông, quý giá nhất là những tấm đèn khen của đảng, nhà nước trao tặng, được ông treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Huân chương kháng chiến hạng nhì, bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đoàn 559. Trong nhiều trận đấu, ông đoạt được nhiều thành tích, nhất là trong trận đánh cao điểm 62 ở Quảng Ngãi. Sau 2 ngày chiến đấu giằng co ở cao điểm 62, ông đã liều mình chuyển khẩu Đại Liên từ cao điểm về làng Hòa Vinh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi và tiêu diệt được 47 lính Mỹ. Ông vinh dự được nhận bằng khen dũng sĩ diệt Mỹ. Hơn 60 năm làm thuốc, chữa bệnh, ông không thể nhớ hết được có bao nhiêu bệnh nhân ở mọi miền đất nước nhờ ông chữa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại. Có người điện thoại tới nói, đang trên đường đến lấy thuốc như đã hẹn. Có người ở tận Nha Trang, Khánh Hòa, thậm chí có cả bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng điện thoại cho ông để nhờ tư vấn bệnh tình. Ông Chu còn nhiệt tình gửi thuốc qua đường bưu điện cho bệnh nhân nếu họ không có điều kiện ra lấy thuốc. Tiếng lành đồn xa, số người tìm đến nhà ông Chu ngày càng nhiều. Ông kể, tôi nhớ ngày ấy bố tôi còn sống, khi ấy tôi mới lên 10, ông cụ đã cho đi rừng cùng. Tôi biết những loại lá cây làm thuốc chữa sỏi thận từ ngày đó. Lớn lên, tôi chỉ được giao làm các công việc hái lá, rửa lá và giã. Mãi tới sau này, khi sắp mất, cụ mới truyền lại nghề cho tôi. Cụ không chữa được nhiều bệnh, nhưng riêng với sỏi thận thì chưa đào hàng trường hợp nào. Ông Chu tự hào khi nói về bài thuốc gia truyền của gia đình mình. Phương thuốc đặc trị bệnh sỏi thận. Theo ông Chu, việc chữa bệnh trong cây thuốc nam không giống như thuốc bắc hay thuốc tân dược mà phải chữa bằng cả tâm linh và cây thuốc. Qua cách lý giải của ông, chúng tôi mới hiểu tại sao các thầy lang thường nhờ thần rừng, thần núi, thần cây để lấy được đúng cây thuốc chữa cho người bệnh. Ông cho biết, tôi lấy lá thuốc ở núi Ao Dời, núi Hót. Trước khi đi hái thuốc, ra khỏi cổng, nếu gặp người là tôi lại phải quay về rồi đi lại. Có cây tôi cắt ngọn, có cây cắt cả gốc. Có loại lá tôi chỉ được lấy vào đúng 5 giờ sáng.
có loại lấy vào lúc chiều tối khoảng 17 giờ. Ông Chu cũng cho biết thêm, lấy lá thuốc cũng cần hợp tay. Trước kia anh trai ông cũng thử theo ông lên rừng hái lá thuốc nhưng không lấy được, trong khi ông hái rất nhiều lá. Bài thuốc chữa bệnh của ông Chu có gần 20 vị như cây bông lá đề, lá câu, chắc chuyền, cỏ xước, nhà đam. Bí quyết trong phương pháp bốc thuốc của ông là sử dụng trực tiếp lá tươi, kết hợp với vài lạ lá phơi khô, chứ không sao vàng hạ thổ như những thầy thuốc khác. Các loại lá đem về, ông rửa thật sạch, để rau nước rồi đem vào giỏ cối. Ông cho biết, phải giã bằng tay thì lá mới tạo được bọt và nhuyễn, chứ xài bằng máy thì không hiệu quả. Mỗi mẻ, ông giã tán trong khoảng 15 phút, lọc rồi pha chế với 1,5 lít nước sôi để nguội. Thuốc này uống trong ngày, thay cho nước lọc, để dễ uống và bảo quản được lâu, người bệnh có thể cho vào tủ lạnh. Thấy chúng tôi tò mò về gần 20 vị thuốc, ông cười dí dỏm. Tôi có nói hết 20 vị thì mọi người cũng không biết được đâu. Và lại, đây cũng là bí mật gia truyền, tôi xin phép không chia sẻ. Bài thuốc chữa sỏi thận của ông rất hiệu quả. Có những bệnh nhân sáng uống thuốc, chiều ra sỏi, đó là những trường hợp bị nhẹ. Có trường hợp sốt ruột, muốn sỏi ra ngay. Ông cho biết, có thể làm được như vậy, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cần phải uống thuốc để sỏi mòn, ra từ từ. Với sỏi kích thước khoảng 1-2 ly, ông khẳng định, chỉ uống thuốc nửa tháng là khỏi. Loại sỏi nặng 4-5 ly, chỉ cần uống hết 10 chai thuốc nước của ông là khỏi, mỗi chai 1,5 lít. Tại nhà ông Chu, chị Nguyễn Thị Đào, Phủ Lý, Hà Nam chia sẻ, tôi đã uống hết 10 lít nước thuốc của thầy và khỏi bệnh. Thuốc dễ uống vì mùi thơm, mát của cây cỏ. Nay tôi lại lên đây, đặt thầy làm thuốc cho đứa em gái. Em gái tôi cũng bị sỏi thận, đi chữa ở bệnh viện mà chưa thấy dấu hiệu thiền chuyển gì. Ông Nguyễn Văn Thành, Hội Người Cao Tuổi thôn Tiền Đình cho biết, tôi bị sỏi thận hành hạ, nhưng khi uống thuốc của ông Chu, được mấy hôm bệnh tình đã chuyển biến, đi tiểu đỡ buốt. Tôi đặt uống thêm mấy chai cho dứt điểm, ông Thành cười sảng khoái. Không chỉ có tài chữa sỏi thận, ông Chu còn chữa được rắn cắn. Người đi rừng nếu bị rắn cắn, lấy lá bồng bột chữa là hết độc. Trước hết băng chặt phần trên vết thương lại cho máu độc không lan rộng. Sau đó đem thái hoặc giã lá bồng bột, lọc lấy nước, cậy mồm bệnh nhân, đổ từ từ nước xuống cổ. Đặc biệt, có cách chữa mèo là bố ông truyền lại, lấy vài sợi tóc, bò rối lại và đánh trực tiếp vào vết thương bị rắn cắn. Cách này có tác dụng loại bỏ nọc độc của rắn, ông Chu cho hay. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ dị xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này. Giảm nguy cơ mắc ung thư.
Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay. Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn, cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mảng bám, và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mảng bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A, mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù lòa. Đồng thời, ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa, và chúng có thể giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não. Ổi không chỉ chứa vitamin A và C, mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Uống nước này mỗi sáng, cả đời không lo mắc bệnh ung thư. Bạn từng nghe nói đến loại nước thần ngăn ngừa bệnh ung thư một cách diệu kỳ này chưa? Khi bạn ăn những thực phẩm không lành mạnh, cơ thể sẽ tích tụ dư thừa axit độc hại, làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Độ axit hay độ kiềm trong cơ thể được xác định giống như thông thường, tức là bằng chỉ số pH. Chỉ số pH dưới 7 nghĩa là môi trường cơ thể bạn đang có tính axit chua, còn lớn hơn 7 nghĩa là có tính kiềm. Tuy vậy, chỉ số pH cân bằng của con người rơi vào khoảng 7,35, tức cơ thể chúng ta mang tính kiềm nhẹ. Nếu pH của bạn thấp hơn mức này, thậm chí thấp hơn 7, bạn đang đối mặt với vấn đề hết sức nghiêm trọng, do cơ thể tích tụ quá nhiều axit từ các hoạt động hàng ngày, thể chất, tinh thần. Khi đó, các tế bào cũng bị nhiễm độc và hệ miễn dịch suy yếu là điều khó tránh khỏi. Sau đây là một số dấu hiệu có thể giúp bạn nhận ra cơ thể đang thiên về tính axit hay không. Đau đầu, đau vô tử, cảm thấy nhức mỏi hay bị bệnh vặt. Nước chiếm phần lớn trong cơ thể chúng ta, trên 70%. Do đó, nồng độ pH của nước uống đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng độ pH. Mặt khác, quá trình tiêu hóa luôn sản sinh ra axit để hấp thụ thức ăn. Do đó, uống nước gần như là con đường duy nhất giúp bạn cân bằng độ pH cơ thể. Nhu cầu nước hàng ngày 2-3 lít là tương đối đủ cho quá trình cân bằng axit kiềm trong mỗi người. Tuy vậy, nước uống hàng ngày có chỉ số pH vào khoảng 7-7,5 có thể sẽ không đủ để kiềm hóa cơ thể nếu bạn thường xuyên vận động cường độ cao, hoạt động trí tuệ liên tục, căng thẳng hoặc đang mắc bệnh. Vì thế, một giải pháp bổ sung kiềm cho cơ thể mà bạn nên áp dụng là uống nước kiềm hóa. Đây là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên, vừa bổ sung nước, vừa thanh lọc cơ thể, cân bằng axit và chống lão hóa hiệu quả. Công thức làm nước kiềm hóa. Nguyên liệu: 1 muỗng đa muối Himalaya, 2 lít nước lọc, 1 lát chanh cắt mỏng. Cách làm: đổ nước vào hũ hoặc nồi lớn, cho chanh và đá muối vào, khuấy nhẹ hỗn hợp rồi đậy lại và để qua đêm.
cách dùng. Uống 3 ly nước kiềm hóa mỗi sáng trước khi ăn. Công thức làm nước uống kiềm hóa này có chứa chanh, một loại thực phẩm có tính chua. Tuy nhiên, nó lại có tác dụng kiềm hóa rất tốt cho cơ thể. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tốt hơn cả Viagra, chị em săn ngọc kê tẩm bổ chồng. Chị em tìm đủ mọi cách săn lùng ngọc kê, tinh hoàng gà dù đắt hơn nửa triệu đồng trên ký, để bồi bổ cho chồng như một thứ thần dược phòng the. Than thở với đồng nghiệp rằng chồng thường xuyên hưởng hờ, đặc biệt sau khi chị sinh đứa con thứ hai. Chị Nguyễn Thị Phượng, Ba Đình, Hà Nội, được Mách Nước mua ngọc kê bồi dưỡng, bảo đảm chồng ăn xong sẽ không thể từ chối. Chồng tôi không uống rượu, cũng không nghiện thuốc lá hay chất kích thích nào, nhưng anh ấy thường lảng tránh, khi gần gũi thì không mấy hào hứng. Tôi nghi ngờ chồng có bồ nhí, nhưng theo dõi thì không phải, chị Phượng tâm sự. Chị đồng nghiệp rỉ tai, đi ngang ra chợ mua lấy một lạng ngọc kê về làm cho chàng ăn thử một bữa, kết quả sẽ bất ngờ. Đi đến tận hàng gà thứ tư, gần cuối chợ, chị mới mua được 2 lạng ngọc kê với giá 70.000 đồng trên một lạng. Mới đầu đến hỏi mua, tôi cũng hơi xấu hổ. Xong các bà bán hàng cười phá lên, bảo sao phải hỏi nhỏ thế. Loại này nhiều chị U40, 50 mua về cho chồng, chị Phượng chia sẻ. Chị cũng cho biết, gần 3 tháng nay, ngoài các món thông thường, tối nào chị cũng đem ngọc kê hấp hoặc xào nhạt với hoa thiền lý hay dứa cho chồng ăn thêm. Thấy vợ vất vả nấu nướng, chồng tôi đáp lại nhiệt tình nên đời sống vợ chồng cải thiện đáng kể, chị hào hứng. Không bị yếu khoảng ấy như chồng chị Phượng, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Long và chị Hoàng Bích Hạnh, Kim Lũ, Hà Nội, cũng lựa chọn ngọc kê như thần dược cứu tinh cho vấn đề nan giải của gia đình. Vợ chồng tôi kết hôn được gần 2 năm rồi mà chưa có con. Đi khám bác sĩ bảo chồng tôi bị tinh trùng yếu, cần điều trị lâu dài. Tôi đã nói với mọi người là đang kế hoạch để giữ thể diện, chứ cũng sốt ruột tìm cách chữa, chị Hạnh cho biết. Thế nhưng khi mẹ chồng phát hiện ra bí mật, chị Hạnh được bà dắt đến một thầy lang quen ở quê. Ông lang ngồi cho thuốc bắc uống, còn khuyên chị mỗi ngày dùng ngọc kê tần với lá hẹ cho chồng tẩm bổ. Đặc biệt phải dùng của gà ta tươi ngon mới có tác dụng. Nghe lời thầy thuốc, sáng nào chị Hạnh cũng dậy thật sớm đi chợ mua ngọc kê tươi với giá khoảng 70.000 đồng trên một lạng. Được khoảng 5 đến 6 quả nhỏ, chị mang về tẩm ướp, cho vào nồi thủy tinh cao cấp hầm khoảng 30 phút cùng lá hẹ rửa sạch. Đến khi ngọc kê nửa bung, lá hẹ như ngấm vào từng hạt vừa là. Đến khi ngọc kê nửa bung, lá hẹ như ngấm vào từng hạt là vừa ngon. Lúc đầu ông xã chê, nhưng càng ăn lại càng nghiện. Sang tháng, chúng tôi đi khám lại xem tình hình thế nào. Chỉ cực mỗi việc phải dậy sớm tìm mua ngọc kê tươi, nhưng nếu có hiệu quả thì cũng bỏ công, chị Hạnh vui vẻ. Gà cũng yếu thì lấy đầu tác dụng bổ thận tráng dương. Trước đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho hay, việc dùng tinh hoàng gà hoàn toàn vô nghĩa trong việc cải thiện chuyện phòng the, cũng như bài toán đi tìm chất lượng con giống. Theo lý giải của bác sĩ Hướng, gà thuộc nhóm lòng vũ, rất yếu, không có máy sinh lực trong hoạt động tình dục, nên không thể giúp con người cải thiện chuyện ấy. Theo tập quán sinh hoạt và sức khỏe của loài gà, nhu cầu sinh hoạt tình dục của chúng không đáng kể, vài tháng một lần. Do đó, hoạt động tuyến sinh dục và khả năng sinh tinh rất kém, không thể trợ giúp cho con người trong việc điều trị yếu sinh lý hay sinh tinh. Bác sĩ Hướng giải thích, thay vì đặt hết niềm tin vào các thực phẩm không có tác dụng như mong muốn, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng khuyên mọi người hãy đến khám và tư vấn từ những bác sĩ có chuyên môn để việc điều trị được hiệu quả và không mất nhiều thời gian, và không muốn mất nhiều thời gian kẻo cái tuổi nó đuổi xuân đi.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số loại thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sắp chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu, lại là cháu đích con của cả nhà, nên chồng em phải cắt con rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bừ, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này, ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bứt, cho lên vắt dây thun và chơi chọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này xắt nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ màng trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trọng thuốc Tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ màng trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đều qua quê và không quên gói cho em một bịch cỏ màng trầu, dặn dò. Con đẻ xong, nấu nước cỏ màng trầu uống thì dịch sản sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hàng ngày để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lở. Da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, bé mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, Tiku không bị vàng da, nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi đợt rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ màng trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ màng trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu hay cỏ giáng. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau.
để chăm bà bầu. Trị chứng cao huyết áp thai kỳ, lấy cỏ cây gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g. Lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường. Nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ mần trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống ngày. Tất cả đem rửa sạch. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ mần trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sa tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ mần trầu. Để chăm các con, trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi, lấy khoảng 120g cỏ mần trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g xắt với 400ml nước, còn 100ml và chia uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da, lấy 60g cỏ mần trầu xắt lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ cán được, một loại cây gió, khoảng 30g để xắt nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật, lấy 120g cỏ mần trầu xắt với 500ml nước, còn lại 300ml, sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt, lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ mần trầu và cỏ chanh để xắt lấy nước cho bé uống. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm, mỗi ngày xắt khoảng 30g cỏ mần trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm, lấy 20g cỏ mần trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ, đem rửa sạch và xắt cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lở, mẩn ngứa, lấy 50g mần trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da, trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan, lấy 50g cỏ mần trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, xắt lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân, bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân, lấy cỏ mần trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân, sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em, các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điều kỳ diệu xảy ra khi uống rượu ổi mỗi ngày. Ổi là loại quả rất giàu vitamin C, khi ngâm cùng rượu sẽ có hương vị thơm ngon, đặc trưng và mang lại nhiều tác dụng như giảm mỡ máu, tốt cho hệ tiêu hóa. Quả ổi chứa ít chất béo bão hòa và có tỷ lệ vitamin C rất cao. Mỗi 100g chứa 486mg vitamin C. Vitamin C tập trung cao nhất ở phần vỏ ngoài. Càng gần lớp vỏ ngoài, lượng vitamin càng cao. Ngoài vitamin A, C, quả ổi còn có quercetin, một chất có tính chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng trong nhiều chứng viêm nhiễm mãn tính như xuyễn, dị ứng, tim mạch, thấp khớp, lửa loét, ung thư. Uống rượu ngâm ổi mỗi ngày
có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ tim mạch của cơ thể. Rượu ổi có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc trị các bệnh về đường ruột như đầy hơi, đầy bụng, ợ chua, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để cho làn da căng mọng, củng cố độ bền cho khớp xương sườn, thấp khớp. Cách ngâm rượu ổi. Chuẩn bị: ổi để ngâm là ổi gân, hạt ổi mỡ. Không nên chọn các loại ổi khác để ngâm. Chọn quả chín, sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ. Chọn ổi chín mà vẫn chắc tay, da căng sáng bóng thì rượu ngâm sẽ rất ngọt thơm. Rượu ngâm là rượu trắng, ngon nhất, nên là rượu nếp có nồng độ từ 35 đến 38 độ. Đường phèn sạch. Thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu để khô ráo nước. Dùng dao cắt bỏ cuốn và nấm quả. Có thể gọt bỏ vỏ hoặc để cả vỏ ngâm rượu. Có thể chọn cách ngâm nguyên quả hoặc bổ đôi để rút ngắn thời gian ngâm. Cho ổi vào bình ngâm cùng rượu và đường phèn theo đúng tỷ lệ: 1 ký ổi với 1 lít rượu và 300g đường phèn. Đậy kín nắp bình rượu ổi ngâm để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C. Cách dùng: với loại rượu ổi ngâm nguyên quả thì sau 2 tháng có thể sử dụng, loại quả bổ đôi thì chỉ sau 1 tháng là dùng được. Rượu ổi càng để lâu uống càng ngon. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn. Không nên dùng quá liều sẽ phản tác dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây mà ít ai ngờ tới. Khoai tây là một trong những loại thực phẩm vô cùng có ích trong việc bảo vệ sức khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, khoai tây rất được sự ưa thích của nhiều người. Có rất nhiều người khi sử dụng khoai tây đều bỏ vỏ. Nhưng bạn có biết rằng vỏ loại này có khả năng giúp chữa tóc bạc sớm hay không? Qua bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây. 1. Thành phần: 250g vỏ khoai tây, 500ml nước sạch. Để có 250g vỏ, bạn cần chọn khoảng 5 củ khoai tây lớn. Để đảm bảo an toàn, không hóa chất, hãy mua chúng trong siêu thị. 2. Thực hiện: vỏ khoai tây sau khi rửa sạch đất cát, gọt vỏ, cho tất cả vào nồi đã có sẵn lượng nước bên trong, đậy nắp, bắt lên bếp nấu sôi. Đừng tắt bếp vội nhé. Khi nước sôi, hãy giảm lửa và nấu thêm 5 phút để các chất làm đen tóc trong vỏ khoai tây tiết ra, rồi tắt bếp. Để nguội và lọc lấy nước cho vào chén. 3. Cách nhuộm tóc bạc. Lượng nước từ vỏ khoai tây thu được, bạn hãy dùng bàn chải cho vào trong chén. Chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Đặc biệt, hãy lặp lại nhiều lần tại vị trí tóc bạc nhiều. Lượng nước thu được, bạn dùng bàn chải chấm nước này và chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Lặp lại nhiều lần tại các vị trí bị tóc bạc nhiều. Công thức này hoàn toàn an toàn, tự nhiên. Vậy tại sao bạn không thử ngay hôm nay? Lưu ý, không xả lại với nước mà để khô tự nhiên. Trước khi thực hiện, hãy gội đầu thật sạch và khô tóc để công thức này phát huy công dụng hiệu quả. Tuy nhiên, để tốt nhất, bạn nên áp dụng 2-3 lần mỗi tuần, duy trì liên tục cho đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng nhất thì ngừng lại. Đây là phương pháp mà ít ai có thể nghĩ tới. Bạn có thể, nhưng mà chúng thật là diệu kỳ. Ngoài phương pháp này ra, còn rất nhiều phương pháp khác mà bạn cần biết mà vô cùng hiệu quả. Bạn có thể tham khảo chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.